Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo ở tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Kính thưa quý vị, phía trước màn hình của chúng ta là băng chuyền số 3 đã đến quốc tế Tân Sơn Nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Phải nói rất đông bà con kiều bào và một số du khách cũng đang đứng để mà chờ lấy hành lý sau khi mà làm xong thủ tục ở trên lầu 1 phần nhập cảnh anh chị. Phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất của chúng ta thì vào những đêm cuối tuần sẽ rất đông lượng khách quốc tế cũng như là kiều bào hạ cánh xuống sân bay. Các chuyến bay quá cảnh tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan thì đông đảo kiều bào từ bên Mỹ, từ bên Canada trở về Việt Nam rất đông luôn anh chị. Trên màn điện tử của chúng ta thể hiện bây giờ là 23 giờ 20 phút. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta thấy cũng có hàng loạt chuyến bay quốc tế hạ cánh đến từ Bangkok của Thái Lan, Incheon của Hàn Quốc, rồi Nhật Bản. Đa số là mình thấy các chuyến bay đến từ Tokyo, sân bay Narita của Nhật Bản rất nhiều anh chị. Hạ cánh lúc 23 giờ 15 phút. Dự kiến theo kế hoạch thì hạ cánh lúc 23 giờ 45 phút. Nghĩa là càng về khuya thì các chuyến bay sẽ càng đông hơn và kiều bào sẽ về nước nhiều hơn. Kính thưa quý vị, ở tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất của chúng ta thì trước đây cũng đã có rất nhiều cái sự việc mà liên quan đến các cái trường hợp mà xe taxi chặt chém hành khách cũng như là xe taxi có những cái chế tạo đi để mà ăn gian đồng hồ tính cước khi mà hành khách họ chọn đi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà kiểm tra kiểm soát rất là chặt chẽ tại sân bay cũng phần nào đó giảm rất là nhiều đối với các cái trường hợp mà gian dối không trung thực đối với những anh em tài xế xe taxi, xe hợp đồng ở tại sân bay hoạt động trong nhiều năm qua. Và cũng đã có rất nhiều taxi ở tại phi trường cũng đã bị bắt và lập biên bản xử phạt rất nhiều với những hành vi gian dối, làm mất lòng tin đối với du khách cũng như là kiều bào khi mà trở về Việt Nam. Sân bay Tân Sơn Nhất của chúng ta đang rất là đông luôn anh chị. Kính thưa quý vị, cách đây một vài ngày thôi thì công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho biết có tình trạng có một số xe ôm truyền thống đã giả danh xe ôm công nghệ để mà hoạt động ở tại phân sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, mục đích là chèo kéo cũng như là chặt chém, đưa ra cái giá cước rất là cao đối với hành khách khi mà họ sử dụng dịch vụ ở đây. Và có những trường hợp là giả danh xe ôm công nghệ luôn để mà chèo kéo hành khách ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Và cụ thể là những anh xe ôm giả mạo này họ, các anh đó là hét giá trên trời dưới đất, có nghĩa là chặt chém anh chị, hét giá rất là cao. Đó là theo như các cái thông tin của công an thành phố cũng như là phối hợp với công an quận Tân Bình, mới đây thì đã xác định được hai người đàn ông tự xưng là xe ôm công nghệ anh chị, xe ôm công nghệ, nhưng mà đây thực tế là giả danh thôi. Hai người này đều hành nghề xe ôm truyền thống trước đây ở tại khu vực ở ngoài phía đường Trường Sơn đó anh chị, ngay chỗ khu vực lối đi vào cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Thì sau khi mà nhận được cái phản ánh của cơ quan báo chí cũng như là anh em phóng viên báo chí, thì đồn công an của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận Tân Bình đã mời hai người này, hai cái anh tài xế giả này lên làm việc. Thì tại cơ quan công an, hai anh tài xế giả này cũng đã thừa nhận một cái hành vi của mình là giả làm xe ôm công nghệ tại khu vực xung quanh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Và các anh tài xế này sử dụng một số cái thủ đoạn gian dối tiền cước vận chuyển của hành khách nhằm chiếm đoạt tiền của hành khách anh chị. Và thậm chí là các anh tài xế này là chèo kéo hành khách
để mà hành khách đi rồi sau đó chặt chém luôn. Và hai cái anh tài xế này thì cũng đã có nhiều lần bị xử phạt rồi với những cái hành vi dừng đỗ xe mô tô ở tại khu vực có cái biển cấm dừng đỗ rất là nhiều, cũng như là phạt những cái hành vi mà chèo kéo gây mất trật tự công cộng ở tại khu vực phía trước của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng dịch vụ ở tại sân bay, xe ôm công nghệ hay là xe taxi truyền thống hay là chắc taxi công nghệ cũng vậy anh chị, chúng ta hết sức thận trọng, chúng ta hết sức kiểm tra và đề phòng cảnh giác với những cái trường hợp mà có thể nói là gian lận cước cũng như là chặt chém chúng ta. Thông thường thì có nhiều anh chị khi mà về Việt Nam đó, khi mà xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đó, thì cái việc mà giá cước mắc tầm 5-70 hay là 100.000 nó cũng không phải điều gì là quá lớn đối với anh chị Việt Kiều, đôi khi anh chị còn bo hơn số tiền đó nữa cơ. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất để chúng ta nhận được cái sự hài lòng của hành khách khi mà sử dụng dịch vụ ở tại sân bay, đó là chúng ta phải trung thực, không gian dối và phải phục vụ một cách nhiệt tình, thì thậm chí chúng ta còn nhận lại một kết quả tốt hơn là chúng ta có những hành vi gọi là gian dối để mà chặt chém rồi nâng khống giá cước của khách hàng lên. Như vậy thì rất là mất hình ảnh ở tại Việt Nam, đặc biệt là phi trường Tân Sơn Nhất là cái cửa khẩu, cái nơi đầu tiên mà hành khách đặt chân xuống đất nước Việt Nam, nhập cảnh vào phi trường Tân Sơn Nhất anh chị. Sân bay của chúng ta phải nói đêm nay cũng rất là đông vui luôn anh chị, tiếp viên rất xinh đẹp luôn, như của Thái Lan hay là đúng rồi, của Thái Lan anh chị, rất đẹp, dễ thương quá trời luôn kìa. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng xe ở tại phi trường, một là chúng ta đi taxi truyền thống, nếu đi xe ôm chúng ta nên dùng app để mà đặt xe cho đúng với xe công nghệ để chúng ta khỏi bị lừa chặt chém với những xe truyền thống mà giả danh xe công nghệ anh chị. Bây giờ chúng ta ra đường thấy mọi người tài xế xe ôm á, hay mặc chiếc áo ráp bi rồi từ lâu hết, nhưng mà mặc cái áo dễ em chị, ra mua có vài chục ngàn cái áo thôi rồi khoác lên cứ tưởng là xe ôm công nghệ của ráp, nhưng thực tế đó là giả danh thôi anh chị. Kính thưa quý vị, theo như thông tin mới nhất thì hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức thiết lập lại mạng bay quốc tế với chặng bay Sài Gòn Bangkok của Thái Lan. Và nói sau tròn một năm tạm ngừng để mà tập trung tái cơ cấu lại của cái hãng hàng không Bamboo Airways, thì từ ngày 26 tháng 11 năm 2024 sắp tới đây, hãng sẽ triển khai một cái đường bay thẳng thường lệ sẽ kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay quốc tế Don Mueang của Bangkok, Thái Lan anh chị, và tần suất một chuyến bay khứ hồi một ngày vào các khung giờ là 11:15 cho đến 12:55 là chiều đi, và khứ hồi về là 14:15:45 anh chị. Phải nói đây là một trong những cột mốc rất quan trọng đối với hãng hàng không Bamboo Airways của Việt Nam đã thiết lập lại một cái mạng bay quốc tế chính thức thường lệ sau tròn một năm tạm ngừng để mà tái cơ cấu lại anh chị. Thì với những chuyến bay hàng ngày kết nối giữa Sài Gòn, Bangkok của Thái Lan, đây là một trong những niềm vui đối với những du khách muốn bay từ Sài Gòn đi Thái Lan trong thời gian tới. Và thậm chí là khi mà kết nối là đường bay này, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất tốt về kinh tế giữa Việt Nam và Thái Lan. Trước đó thì chúng ta cũng biết Bamboo Airways đã từng đưa vào khai thác các đường bay thường lệ Sài Gòn Bangkok từ tháng 4 năm 2022 và Hà Nội Bangkok từ tháng 3 năm 2023. Và tuy nhiên thì cũng gián đoạn rất là nhiều cái yếu tố khách quan, cho nên hy vọng thì với cái việc kết nối lại đường bay này,
Bamboo Airways sẽ đem đến một sự lựa chọn mới cho du khách bay giữa Việt Nam và Thái Lan anh chị. Chúng ta nhìn quang cảnh tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng giống như là chúng ta đang đón Việt Kiều về ăn Tết nguyên đán Việt Nam vậy anh chị. Tính ra thì ngày 29 tháng 1 năm 2025, tức là ngày mùng 1 Tết nguyên đán của Việt Nam, thời gian trôi qua rất nhanh anh chị, chúng ta đang bước vào giữa tháng 10 rồi. 2 tháng rưỡi nữa chúng ta sẽ kết thúc năm 2024 dương lịch, và sau đó 1 tháng thôi chúng ta sẽ tiếp tục đón Tết truyền thống Việt Nam. Chắc chắn thì năm nay lại đông vui nhộn nhịp ở tại phi trường khi mà có nhiều kiều bào về quê đón Tết chị, sân bay rất đông luôn, rất là vui. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, chúng ta có một cái câu hỏi mà cũng chưa ai có thể trả lời một cách rõ ràng chính xác, là vì sao từ trước cho đến hiện tại Việt Kiều Mỹ lại muốn về Việt Nam để mà lấy vợ anh chị. Rất nhiều anh Việt Kiều Mỹ tầm khoảng từ 40 cho đến năm mấy 60 tuổi luôn cũng quay về Việt Nam để mà lấy vợ. Thậm chí là những anh Việt Kiều khoảng năm mấy 60 tuổi nhưng mà lại về Việt Nam lấy vợ. Không những vậy mà còn lấy được vợ trẻ vợ đẹp nữa. Tất nhiên thì đối với Việt Kiều Mỹ năm mấy 60 tuổi thì nhìn rất là trẻ trung, rất là trẻ trung. Có lẽ là khí hậu tốt cho nên là da trắng trẻo đẹp và cuộc sống chất lượng cao, cho nên là người ta cũng trẻ nhiều hơn so với tuổi của họ, so với người Việt Nam. Chúng ta cũng biết rằng Việt Kiều khi mà sinh sống bên Mỹ thì nó cũng có rất là nhiều cái cuộc sống nó không ai giống ai, và có những người thì thuận lợi hơn trong công việc kiếm tiền lập gia đình, nhưng mà cũng có những trường hợp thì các anh lại gặp nhiều khó khăn trong cái việc mà tìm kiếm vợ ở tại đất nước xứ sở cờ hoa. Tất nhiên thì Việt Kiều có những anh đã sinh ra lớn lên từ nhỏ ở bên Mỹ, hoặc là có những người đã lớn ở Việt Nam nhưng mà chuyển sang Mỹ để định cư. Và khi mà đến tuổi lập gia đình, tức là từ khoảng tầm 40-45 trở lên, thì cái việc mà tìm kiếm vợ ở Mỹ nó dường như là một cái rào cản, nó có điều gì đó nó hơi khó so với ở Việt Nam anh chị. Có lẽ là do bận rộn về làm ăn mưu sinh ở nơi đất khách quê người đã khiến cho nhiều anh Việt Kiều ở bên đó khó có thể tìm được một người mà mình yêu thật sự để mà lấy làm vợ. Cũng có rất nhiều đàn ông Kiều bào ở bên Mỹ cũng đã xách vali để mà về Việt Nam lấy vợ anh chị, thậm chí là về để mà nhờ mai mối nữa. Cho nên để nói lý do vì sao mà các anh Việt Kiều Mỹ lại muốn về Việt Nam lấy vợ, mà tại sao là không lấy vợ ở Mỹ luôn cho nó khỏe anh chị, khỏi phải đi về rồi đôi khi chúng ta còn mất rất nhiều thời gian nữa. Nhưng mà rõ ràng thì chúng ta biết rằng ở Việt Nam có rất nhiều chị em phụ nữ lại cũng thích lấy chồng Việt Kiều. Có rất nhiều anh chị, không phải là tất cả, không phải là ít, nhưng mà cũng nhiều đó. Đặc biệt là những cô gái trẻ ở những tỉnh thành vùng quê thì thường là được mai mối để mà làm sao lấy được Việt Kiều Mỹ để mà sang bên Mỹ với một cái hy vọng là đổi đời, thay đổi cuộc sống, có thể giàu hơn, sung sướng hơn, và thậm chí là có cái tiếng là Việt Kiều luôn anh chị. Nếu như mà sang đó có một cái điều kiện thuận lợi làm việc thì lại dành dụm được tiền một tháng gửi về Việt Nam khoảng 2-3 ngàn đô, 1-2 ngàn đô cũng rất là tuyệt vời. Đó là một cái cách đi có ý nghĩa rất tốt đối với bản thân và cho gia đình. Nhưng ngược lại thì cũng có nhiều người đặt câu hỏi là sang được bên Mỹ rồi đó thì cái cuộc sống nó có sung sướng, nó có đúng như là sự thật mà chúng ta mộng tưởng hay không? Sang Mỹ được rồi thì cuộc sống nó có như là thiên đường như chúng ta từng nghĩ trước khi mà sang Mỹ hay không? Có nhiều câu hỏi như vậy đó chị, mình thấy nó cũng có lý chứ không phải là không.
Và để trả lời câu hỏi đó đúng hay sai và chính xác hay không thì chỉ có những người Việt kiều bên Mỹ người ta mới trả lời chính xác nhất 100%. Và nhiều anh nam Việt kiều lại muốn về Việt Nam để mà lấy vợ. Thật ra thì nhiều anh Việt kiều ở bên Mỹ là muốn về Việt Nam lấy vợ, vì ở bên Mỹ đơn giản là khó lấy vợ anh chị. Nói nôm na là khoảng 40-50 là dường như là ế luôn rồi đó, hay là 30-40 là ế luôn rồi, chắc chắn là không thể nào mà tìm được bạn gái ở bên Mỹ mà lấy vợ đâu anh chị. Cho nên phần lớn đàn ông sinh sống ở bên Mỹ là về Việt Nam để mà lấy vợ rất nhiều anh chị, chủ yếu là qua mai mối giới thiệu thôi, nhìn hợp mắt được là có cảm tình là tìm hiểu rồi bắt đầu tiến tới hôn nhân. Cho nên nếu mà rõ ràng là chúng ta sinh sống ở bên Mỹ mà từ nhỏ luôn đó, chúng ta trải qua cái môi trường ở những cái trường học từ trung học đến đại học thì hoặc là đến lúc đi làm luôn, chúng ta có nhiều cái mối quan hệ thì chúng ta dễ dàng tìm vợ ở bên Mỹ hơn. Còn nếu như chúng ta sang Mỹ mà ở một cái tuổi lớn rồi đó anh chị, thì rõ ràng là chúng ta rất khó tìm được bạn gái ở bên Mỹ để mà làm vợ của mình, rất là khó luôn. Và có một cái điều thuận lợi nhất đó là các anh mà khi về Việt Nam đó với một cái mác là Việt kiều Mỹ thì chắc chắn là cái điều mà tìm kiếm người yêu tại Việt Nam, đặc biệt ở những tỉnh thành vùng quê, thì nó cũng không có gì gọi là nó quá khó đâu anh chị, không phải là quá khó. Tại vì hiện nay thì cái nhu cầu mà đi Mỹ định cư, lập gia đình hoặc là sang Mỹ du học, lao động nó vẫn ở mức rất là cao đối với người Việt Nam, đặc biệt là người dân sinh sống ở những cái vùng nông thôn, họ vẫn có nhu cầu rất cao muốn đi Mỹ hoặc đi nước ngoài để mà lao động, học tập và làm việc anh chị. Cho nên mình nói thật chứ cũng có rất nhiều cô gái ở Việt Nam cũng rất là mê Việt kiều Mỹ đó anh chị, chứ không phải là không. Điều đó là có chứ, cái đó cũng là bình thường thôi anh chị, không có gì sai. Tại vì chúng ta hướng đến một cái tương lai tốt đẹp, chúng ta di chuyển đến một quốc gia mà nó hơn gấp rất nhiều lần so với cái nơi chúng ta ở, thì rõ ràng là ai cũng phải muốn có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì điều đó là hoàn toàn chính xác và đúng đắn, chứ không có gì mà phải chê bai hay gì cả anh chị. Đó là một cái sự rất là bình thường trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng muốn phấn đấu lên để trở thành một người tốt, ai cũng muốn phấn đấu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho nên thường thì chúng ta cũng hy vọng là biết đâu sang Mỹ được đổi đời, có thể kiếm được nhiều tiền giúp đỡ gia đình, rất nhiều như vậy anh chị. Cho nên ngày xưa đó, cách đây khoảng 20-30 năm trước đó anh chị, phải nói là Việt kiều rất là, nói một từ là rất là có uy luôn á, có giá luôn anh chị. Cho nên đó là một số cái câu hỏi trả lời vì sao mà Việt kiều Mỹ lại muốn về Việt Nam lấy vợ là như vậy đó anh chị. Và có lẽ những hình ảnh tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất trong ngày hôm nay cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.